Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau hướng dẫn với các bạn về một cái thuật toán. Mình sẽ demo một thuật toán đó là forward chaining, hay chúng ta còn gọi là thuật toán suy diễn tiến. Các bạn đã được học môn này trong môn nhập môn trí tuệ nhân tạo. Nhưng tuy nhiên thì trong các hệ thống dẫn xuyên tri thức thì chúng ta cũng cần sử dụng đến thuật toán này. Thì mình sẽ demo để cho các bạn biết được rằng là cái thuật toán này nó có những cái ứng dụng gì và chúng ta sẽ áp dụng nó trong code ra sao nhé. Thì mình sẽ nói qua một chút về cái lý thuyết của thuật toán suy diễn tiến. Suy diễn tiến ở đây tức là gì? Cứ mỗi một lần là chúng ta cứ tiến dần đúng không? Đấy, ví dụ như chúng ta có những sự thật thứ nhất, sự thật thứ hai và sự thật thứ ba, thì kết hợp của ba cái sự thật này thì chúng ta sẽ đưa ra được một quyết định nào đó. Đấy, kết hợp của ba cái luật này chúng ta sẽ có một quyết định nào đó. Thì có thể là sự kết hợp giữa nhiều quyết định thứ nhất và quyết định thứ hai thì chúng ta sẽ ra một cái quyết định cuối cùng. Đấy. Hoặc là đã có một quyết định rồi và kết hợp với một sự thật nào đó thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái quyết định khác. Đây gọi là tiến, cứ tiến dần đấy, chúng ta quyết định dần đúng không? Chúng ta và cuối cùng là chúng ta sẽ có đưa ra được một cái kết luận đúng không? Đấy, thì đó là cái thuật toán suy diễn tiến và nó có những cái đặc điểm khá là khác so với thuật toán nó suy diễn lùi. Thì sang video lần sau thì mình sẽ phân tích như thế nào và cũng như là mình sẽ demo cái thuật toán suy diễn lùi thì các bạn cũng sẽ phần nào hiểu được đúng không? Nó có nghĩa là suy diễn lùi thực ra nó là ngược lại thôi đấy rồi. Và bây giờ thì mình sẽ áp dụng ở đây và đây một cái bài toán suy diễn tiến, tức là một bài toán chúng ta sẽ dự đoán được một cái khóa học đó, dự đoán được một cái khóa học dựa theo những cái sở thích của một học sinh. Ví dụ như là mình sẽ demo luôn này. Ví dụ ở đây câu hỏi đầu tiên là cái khóa học mà bạn đấy xài từ lớp mấy đến lớp mấy, thì nó là từ lớp 8 đến lớp 10 đúng không? Khóa học mà bạn đấy thích lựa chọn là gì? Để ví dụ mình chọn machine learning và AI đi. Hoặc là tiếp theo là gì? Bạn ấy thích thực hành hay là thích thích lý thuyết hay là thích thực hành? Ví dụ mình nói là mình thích lý thuyết. Thì đây cái gì bạn thích là ngoài những cái gì nhỉ, những cái cơ bản, những cái môn học cơ bản ở trường học thì bạn có thích cái gì nữa không? Thì ví dụ như mình nói là mình thích hát đúng không, thì nó sẽ ra cái kết luận cuối cùng. Đấy, kết luận cuối cùng đó là personalized suggestion, tức là gì? Bạn nên đi học một cái gì nhỉ, trung tâm đúng không, chuyên môn hóa với AI đúng không. Và tiếp theo là additional credit option, tức là gì? Bạn nên làm luận án, luận văn luận án đúng không. Đấy, rồi thì khóa học đề nghị đó là gì? AI course và machine learning course. Đấy, ví dụ như thế thì đó là một cái ví dụ của tiến. Hoặc ngoài ra nó sẽ có thêm một cái kết luận nữa, đó là gì nhỉ, cái hoạt động thêm đó là gì? Mix the road or audio bar. Đấy, nó là chính xác, bởi vì mình nói là mình thích singing nên là cái hoạt động ngoài lề thì mình nên liên quan đến gì, đến hát hò đúng không. Đấy, thì đấy là cái ví dụ về chương trình tiến. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu hơn một chút về cái này. Mình sẽ F11 lên cho mở rộng một chút nữa. Thế thì chúng ta sẽ phải hiểu là cái đoạn đầu tiên chính là đoạn import rival, thì cái này cũng có thể không cần. Cái đoạn thứ hai đó là chúng ta sẽ phải import thư viện. Đó, chúng ta sẽ phải pip thư viện, có nghĩa là chúng ta sẽ phải tải thư viện về. Tải thư viện về và chúng ta sẽ dùng thư viện là durable root. Thì sang một cái video khác nói về suy diễn tiến thì mình sẽ không dùng đến thư viện nữa. Thì đó là cái, nhưng mà ví dụ như trong trường hợp này thì mình sẽ dùng thư viện. Mình xem cho là chúng ta sẽ so sánh với hai cái thì cái nào thích hơn đúng không, thì chúng ta sẽ chọn. Tiếp theo là đoạn này sẽ là import thư viện này. Đấy. Đến đoạn này sẽ là đoạn đề xuất khóa học mà theo sở thích của người dùng này đúng không. Thế thì cái đầu tiên đó là gì đây? Cái đầu tiên đó là lựa chọn là 111 đúng không? Grade là một, đấy, interest là một và TP là một, tức là gì? Tức là bạn đấy thích lớp từ lớp 8 đến lớp 10, khi chúng ta demo lúc nãy đúng không? Khóa học yêu thích là AI và machine learning, đó là core interest chúng chọn là một và TP là một, thì tức là gì? Theory đúng không? Theory hay là practical thì đương nhiên là theory là một rồi. Đấy, thì nếu như đấy, nếu như mà là cái user chọn là 111 như thế này thì chúng ta sẽ có những cái hàm ở đằng sau. Đấy, thứ nhất đó là cost get AI. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng hàm đúng không? Dùng hàm trong thư viện CS.assets. Đấy, chuyên môn là AI
đúng không? Đấy. Rồi theory, project theory, đúng không? Suggestion là machine learning và AI cost, có nghĩa là nó sẽ in đúng cái hàm mà người ta, đúng không? Đúng chưa? Đấy, từng lựa chọn một. Đấy, hoặc tiếp tục tương tự như thế thì 1, 1, 2 thì chúng ta có cái gì, đúng không? Hoặc là 1, 2, 1 thì có cái gì, 1, 2, 2 thì có cái gì, 1, 3, 1 thì có cái gì, 1, 3, 2 thì có cái gì, đúng không? Hoặc là 2, 1, 1 thì có cái gì, vân 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 vân. Thì đến cái đoạn cuối này này, 2, rồi đây, 3, 3, này, 4 này, rồi đến 4, 1, 1 này, chúng ta xây dựng dần, đúng không? Và đến cuối cùng, ví dụ như tôi gọi là 4, 3, 2. Đấy, đến đây thì là chúng tôi đã xây dựng xong một cái bộ luật nếu như mà lựa chọn trong trong cái phạm vi đấy, có đúng không? Đấy thì tôi sẽ biết được rằng là gì, tôi thích cái chuyên môn là gì này, tôi cái môn học mà tôi nên học là gì này, đúng không? Và câu lạc bộ thì câu lạc bộ gì đó, đấy hoàn toàn nó đúng với những cái mà mình lựa chọn. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ nhất là gì? Lựa chọn về 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 khóa học, đúng không? Cái thứ hai này, à có phải đúng là lựa chọn rồi. Cái hàm đầu tiên đó là cái hàm lớn ấy. Cái hàm lớn chính là đề xuất khóa học đó, thì nó sẽ là rule set có, chính là chúng ta dùng thư viện hết, nên là mỗi một lần chúng ta viết như thế này cũng nghĩa là về sau thì cứ có một cái tập lệnh nào, đúng không? Một cụm o, à một cụm en, đúng không? If if cái này, en cái này, en cái này, thì chúng ta sẽ ra một cái kết luận như thế này đấy, đúng không? Thì viết nó sẽ hơi tàn tàn một chút, nhưng tuy nhiên thì chúng ta dễ hình dung, đúng không? Dễ hình dung thì dễ tưởng tượng. Cái tiếp theo này, rule set tiếp theo là grade. Đấy, special là AI thì người ta sẽ suspect là như thế nào, suggestion là gì, là bạn nên đi học khóa khóa AI, còn nếu chọn data thì thế nào, đúng không? An toàn bảo mật thì thế nào, mobile thì thế nào, và nhìn chung thì như thế nào. Đấy thì nó cũng tương tự như vậy. Và cuối cùng ví dụ như rule set là theory project, đúng không? Nếu như mà là theory thì đọc cái gì, còn nếu như nói về project thì nên đọc cái gì, thế có nghĩa là các cái hàm về sau thì nó cũng tương tự như thế, đúng không? Đấy. Hoặc là club tức là câu lạc bộ, thì câu lạc bộ sẽ lựa chọn dựa theo cái activity. Đấy, activity là một thì thế nào, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì là như thế nào. Đấy thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ dùng đó, chúng ta sẽ dùng đến xem nào, gọi là activity bằng coding thì suggestion là vào câu lạc bộ nào. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ xây dựng những cái bộ luật, đúng không? Thì đúng với cái cách của suy diễn tiến, thì là nếu như cái luật này kết hợp với luật này và kết hợp với luật này thì chúng ta sẽ ra quyết định như thế nào. Thì các bạn thấy rằng là ở đây là nó sẽ xây dựng nhiều quyết định, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ xây dựng nhiều quyết định. Quyết định thứ nhất là quyết định là nên học thì nên học khóa học nào, quyết định thứ hai là nên nên theo cái gì, có đúng không? Đấy, nên theo cái chuyên sâu vào cái gì. Cái thứ ba là gì, nên đọc đọc cái gì. Đấy, lý thuyết thực hành thì đọc cái gì. Và cái quyết định thứ tư là nên theo theo cái câu lạc bộ nào. Thì khi mà các bạn ra demo thì sẽ được như này. Thế nhưng tuy nhiên thì mình đánh giá với cái phần đề code demo này thì nó sẽ kiểu như là nó chưa quá đi sâu vào bản chất của suy diễn tiến, bởi vì là chúng ta sử dụng thư viện quá nhiều, đúng không? Nên đâm ra chúng ta sẽ rất là khó mà hiểu được là cái cách thức mà thực sự, cái cách thức thực sự suy diễn tiến nó sẽ vận hành như thế nào. Thì cái video lần sau mình sẽ quay với các bạn, đó là chúng ta sẽ không dùng thư viện nữa, mà chúng ta sẽ xây dựng chay từ đầu luôn nhá. Chúng ta sẽ xây dựng chay từ đầu luôn để thực hiện đúng cái bản chất của suy diễn tiến là như thế nào nhá. Thì video này sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Bye bye các bạn.